New York năm 2075, nữ hoàng bóng tối, một phù thủy độc ác có 1.000 phép thuật trị vì vùng đất tương lai này. Bà ta phù phép các cô gái ăn cắp tuổi trẻ và sắc đẹp của họ nên vẫn được bất tử. Việc bà ta phù phép Angel, hôn thê của hoàng tử Argaï, đã làm hoàng tử tức giận. Một tia chớp đưa chàng vượt thời gian tới New York gần 1.000 năm sau. Hoàng tử nương nhờ nơi thám tử tư Oscar Lightbulb, trợ lý của ông là Barnaby, cùng thư ký của họ là Comun. Họ đồng ý giúp chàng. Hoàng tử Argaï, câu chuyện của anh thật phi thường. Nhờ có cổ máy thời gian của Huxley, họ lấy được một cuốn sách tiên tri kỳ lạ được viết nhờ thời Trung Cổ. Họ lưu nó lại trong máy tính. Mỗi dần thơ mô tả một nguyên liệu cần thiết để làm ra thuốc giải cho Angel, và qua đó phá vỡ bùa phép của nữ hoàng. Nữ hoàng bóng tối nhận ra nguy hiểm, dùng cuốn sách để theo các bạn của chúng ta và làm mọi cách để ngăn họ chế ra thuốc giải. Bằng cách bắt giam Angel, Comun và Pasha, nữ hoàng tin rằng bà ta đã giáng một đòn chí mạng vào các bạn của chúng ta. Nhưng Comun đã loại được bọn gác, định đưa cô đến hành tinh cầm tù kinh khủng. Trong lúc lái đạn chiếc máy bay của bọn gác, cô đã rơi vào một trường các thiên thạch có thể đụng thẳng vào chiếc máy bay bất cứ lúc nào. Angel và Comun có vẻ như không thể tránh khỏi cái chết. Nữ hoàng bóng tối chắc giận lắm. Nhà tù F-107 bị phá hủy là một phần tổ chức của bà ta bị sụp đổ. Thưa công chúa, ba người vũ trang đã đi vào cung điện. Đưa họ tới đây. Thả tôi ra, tôi nói rồi, tôi là bạn của công chúa. Thả họ ra. Tôi thật vui mừng, hoàng tử Argaï. Tôi mới là người vui mừng, thưa công chúa Lorelai. Xin giới thiệu Oscar Lightbulb. Vậy ra đây là Oscar Lightbulb. Tôi đã nghe nói nhiều về ông. Chào mừng đến cung điện. Cảm ơn công chúa. Sao tôi được quý vị ghé thăm vậy? À, chuyện là chúng tôi gặp chút vấn đề. Không nhỏ đâu. Hôn thê của hoàng tử và cô Moon, thư ký của tôi, đang bị giam ở F-107. Cả Pasha và ông Po nữa. Chúng tôi cần cô để giúp họ. Đi với tôi. Tôi có một bất ngờ nhỏ cho các bạn. Angel, Angel của ta. Thì ra nàng ở đây. Chào Oscar, Barnaby. Nhưng sao? Thật là một phép màu. Moony, Huxley, Barnaby, Moony. Huxley, anh làm gì ở đây? Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể sau. Nhưng trước mặt các bạn là người đã thoát khỏi F-107 lần thứ hai. Huxley và Pasha tới đây sáng qua. Pasha, ông ấy đang trên đường trở về trái đất. Moony, sao cô lại ở đây? Phải mà anh biết. Một đội tuần tra của chúng tôi tìm thấy tàu của cô ấy trôi trong trường thiên thạch, cũng vừa kịp lúc tàu của họ sắp nổ tung. Ôi khỉ thật, đúng là hên há Huxley. Chưa hết đâu, tôi còn làm F-107 nổ tung. Không thể nào. Có đó. Nữ hoàng bóng tối chắc giận lắm. Chắc là vậy nên mọi người rời khỏi đây nhanh đi. Trong vịnh rồng không xa bờ, qua phong lan chờ dưới đáy đại dương. Vịnh rồng nằm ở gần thành phố Hàng Châu. Không được để chúng lấy được qua phong lan đó. Nếu không, thuốc giải sẽ sớm thuộc về chúng. Tôi đi ngay đây, Ma Dương. Tôi sẽ đích thân lo liệu chúng. Lần này chúng sẽ không thoát được tôi đâu. Tới lúc chúng tôi đi rồi. Xin hãy cẩn thận. Tôi luôn là bầy tôi của công chúa. Cầu trời phù hộ cho anh hoàng tử Argaï trong cuộc chiến chống lại nữ hoàng. Đi thôi. Tới đâu? Hàng Châu năm 1250. Tạm biệt công chúa Lorelai. Tạm biệt. Con có vẻ chán chỗ này phải không Trang? Sao ông biết? Bao nhiêu năm dạy con thiền, ta có thể đọc được ý nghĩ của con mà. Tuổi trẻ cản đường con thông thái. Con không muốn phí thời gian vào việc thiền. Con thà lên một chiếc thuyền tâm bản đi khám phá thế giới. Hãy kiên nhẫn, cứ để cho số phận, và một ngày nào đó con sẽ thấy số phận gõ cửa con. Để con đi mở cửa. Ông ơi, là các bạn của con. Ông có biết một nơi gọi là vịnh rồng không?
Có, đi về phía nam một chút. Tốt lắm, chúng tôi rất muốn ông dẫn đường. Ý ông là tất cả họ à? Chỉ cần ông ra giá. Vậy lên tàu đi. Sư phụ Singa, ngài biết rồi đó. Lần này thứ chúng tôi tìm không phải là hoa sen mà là hoa phong lan. Tôi phải nói là các ngài rất thích hoa. Phải, nhưng không phải là bất cứ hoa lan nào. Nó mọc ở đáy vịnh rồng. À, vịnh rồng là một nơi thần bí. Và hoa phong lan ở dưới sâu có phép màu. Chính vì vậy mà chúng tôi tìm nó. Con có thể đưa họ đi, con rành chỗ đó. Tốt quá. Hãy lấy thuyền và dẫn đường các bạn con. Nhưng phải cẩn thận, biển sâu che giấu nhiều bí ẩn. Thưa ngài Singa, chúng tôi có thể để Angel lại với ngài không? Được, tôi sẽ coi chừng cô ấy, đừng lo. Tôi có thể ở lại. Ý hay lắm, tôi cần một người để chơi cờ chung. Các ngươi hiểu hết chưa? Chúng ta sẽ lấy tiền của chúng rồi quăng chúng xuống biển. Dạ thuyền trưởng. Đi thôi. Ê, chuyện gì đó ngài? Bây giờ chúng ta có chút thay đổi. Anh không hài lòng với kế hoạch của chúng tôi sao? Ông dại lắm thuyền trưởng. Xin lỗi nhưng chuyến đi của các ngươi chấm dứt tại đây. Đưa hết tiền cho bọn ta mau lên. Tới đây mà lấy. Vậy à? Phép thuật bóng tối. Giờ chúng ta là chủ tàu này. Gecko, lái tàu đi. Ngươi Zakiu, cho ta coi phát minh mới nhất của ngươi. Chúng ta đang đi vào vịnh rồng. Đẹp quá. Cháu có biết nên tìm chỗ nào không? Trên mấy đảo này có một cái chòi đánh cá cũ. Chúng ta sẽ nghỉ ở đó. Cái chòi kia rồi. Barnaby giống như trong truyện Robinson Crusoe. Là ai? Robinson, Barnaby, Robinson Crusoe. Một nơi tuyệt vời để cắm trại. Chắc vậy. Thời xế chiều đối với tôi. Tuyệt vời, như thể trên thế giới này chỉ có chúng ta. Nhưng không phải, tôi ngửi thấy nguy hiểm. Coi nào, có ai biết chúng ta ở đây đâu? Ngoại trừ nữ hoàng. Các bạn muốn làm hỏng một ngày ở biển thì mới chịu phải không? Xong rồi, mọi người có thể bèo trong chòi. Còn cháu sẽ đi lặn. Việc đó có thể mất chút thời gian. Tôi cũng đi nữa. Dạ được. Cẩn thận đó. Và chúc may mắn. Khi bắt được Oscar Lightbulb, chúng ta đã lấy được mã ADN của ông ấy. Việc nhân bản dễ ợt. Bản sao này hoàn hảo lắm. Phần khó khăn là làm cho bản sao già trước tuổi. Ngươi tên gì? Tên tôi là Oscar Lightbulb. Tôi là một thám tử, xin được phục vụ. Dĩ nhiên thần có thể bổ sung so với bản gốc. Bản sao này có những khả năng tuyệt vời và sự phục tùng mù quáng. Ta muốn người phá sợi xích đó. Sợi xích này à? Để coi. Dễ ở thưa bà, một giây thôi. Xong rồi. Tôi có thể giúp bà chuyện gì khó khăn hơn không? Thưa nữ hoàng, một chiếc thuyền tam bản đang đi gần bờ hòn đảo đó. Ta chắc là chúng. Theo ta có một nhiệm vụ cho ngươi. Rất vui lòng. Chuyện gì? Chắc họ vẫn đang tìm nó. Oscar đang làm gì vậy hả? Ông ấy đang ngủ trong chòi. Nhìn kìa Barnaby, là một chiếc thuyền tam bản. Đẹp quá ha.
Chúng ta sắp tới bờ rồi, thưa nữ hoàng. Sao phải phái bản sao đó đi mà lại không loại bỏ kẻ thù của chúng ta ngay lập tức? Ta muốn biết Angel đang ở đâu và chúng đã làm gì với những nguyên liệu để làm ra thuốc giải. Bản sao sẽ lấy được thông tin đó không khó khăn gì. Sau đó chúng sẽ trở thành dĩ vãng. Thật sáng suốt, thưa nữ hoàng. Khỏi cần khen ta, Gecko. Đóng cửa giùm đi, Mooney, tôi đang muốn ngủ. Bạn tôi nghĩ tới lúc anh dậy rồi. Ôi, chắc là mình vẫn đang mơ. Không đâu anh bạn, anh phải thừa nhận tôi là một bản sao hoàn hảo. Ngươi là tác phẩm của nữ hoàng bóng tối. Chính xác, ông đúng là có tài thám tử. Đáng tiếc là lúc này thì vô ích thôi. Nhưng hãy nghĩ coi, ông sẽ có bao nhiêu là thời gian để ngủ. Bản sao đó đã tỏ ra có ích cho chúng ta, Zakiu. Hắn rất trung thành với người, thưa nữ hoàng. Bẫy của chúng ta đã giăng ra và sắp chụp được rồi. Bông hoa đó chắc phải ở đâu đó quanh đây. Hoa lan của biển sâu có phép màu và hiếm có, khó tìm nữa. Nếu cuốn sách tiên tri nói về nó thì chắc là phải có đâu đó dưới kia. Chỉ có điều là sẽ không dễ tìm. À, chuyện câu cá có gặp may không? Ôi, Oscar, nhìn ông thật tuyệt. Tôi chỉ cần ngủ một giấc là xong. Tới lúc hành động rồi. Có tin gì về Hoa Lan không? Vẫn chưa. Thật đáng tiếc. Tôi thật sự lo cho Angel. Angel không sao, Oscar. Cô ấy đang ở chỗ Singap và Huxley. À phải, đương nhiên. Đi tìm Hoa Lan đó thôi. Lần này chúng ta phải đi xa hơn. Chàng, đi với chúng ta. Cho tôi đi với. Cô nên ở lại với Barnaby. Chúng tôi sẽ về trước khi trời tối. Hoàng tử, lên thuyền đi. Ông ấy hằng quá ha. Giấc ngủ đã biến ông ấy thành một người mới. Cậu chắc cậu sẽ không sao chứ? Em lặn giỏi lắm, Argaï. Nếu có vấn đề gì em sẽ giật dây. Cẩn thận đó. Anh không bơi giỏi bằng em đâu. Anh không muốn phải lặn xuống cứu em. Nguy hiểm lắm, chúng ta chẳng hề gần bờ. Nào nào, hoa lan của biển sâu chỉ có ở giữa đại dương, nên mới gọi là hoa lan của biển sâu. Có lẽ ông nói đúng. Tôi lo cho các nguyên liệu của thuốc giải hơn. Hy vọng chúng được canh giữ an toàn. Đem chúng theo chúng ta nguy hiểm lắm. Vậy là chúng đã được cất giấu nơi không ai có thể nghĩ ra mà tìm. Vậy là xong. Nữ hoàng sẽ rất hài lòng về ta. Giờ mình sẽ loại tên Barnaby ngu ngốc. Cô thư ký để cuối cùng. Cô ta sẽ cho mình biết các nguyên liệu đang ở đâu. Tôi đi thư giãn gân cốt đây. Cô muốn đi không? Tôi thích đi bơi hơn. Cứ việc, nhưng nhớ coi chừng cá mập. Có cá mập à? Đương nhiên là không rồi. Còn cá mập duy nhất mà tôi biết là nữ hoàng bóng tối. Gặp lại cô sau nha. Tạm biệt. Nữ hoàng bóng tối. Tên thám tử nhỏ. Vậy ra ngươi sợ rắn. Welcome.
Chào mừng chàng tới vùng đất của các nàng tiên cá, hoàng tử. Dậy đi, các bạn của chàng đang gặp nguy hiểm. Đừng quên, hoàng tử, thiếp sẽ chờ chàng. Argaï! Argaï! Hoàng tử Argaï! Chàng, có chuyện gì vậy? Chiếc thuyền đâu rồi? Anh không biết, chắc anh đã bất tỉnh. Nhìn kia, quá phong lan, anh đã tìm được. Anh nhớ ra rồi. Angel, các nàng tiên cá, chúng ta phải trở lại hòn đảo. Chắc không được đâu, thủy triều thì mạnh, bờ thì xa. Đi nào, chúng ta làm được mà, Trang. Cô Moon, Oscar, có chuyện gì vậy? Ôi, tai họa, thảm kịch. Thảm kịch. Hoàng tử Argaï đã chết chìm trong vịnh. Tôi chẳng làm gì được cả. Anh ấy và Trang bơi đuối sức. Ôi không. Barnaby đâu? Tôi không thấy. Anh ấy đi dạo trong rừng rồi. Ôi, tôi không tin được. Có khóc cũng vậy thôi. Chúng ta chỉ cần đi lấy các nguyên liệu làm thuốc giải. Chi, đâu còn ý nghĩa nữa. Hoàng tử đã mất nhưng nữ hoàng thì còn. Chúng ta sẽ trả thù cho Argaï. Theo tôi, Muni. Chờ em, Argaï. Em bơi hết nổi rồi. Anh sẽ giúp em. Bạn tôi thấy là đầu óc anh không để trên bàn cờ. Anh đang rối bời. Phải, tôi thấy mình như là một kẻ hèn nhát. Lẽ ra tôi phải đi với các bạn tôi. Một ý nghĩ cao thượng. Anh biết không, tôi có thể coi chừng Angel. Với cỗ máy thời gian, tôi chắc anh có thể dễ dàng tới chỗ họ. Cảm ơn ngài Singa, cảm ơn. Chúng ta sẽ tiếp tục dán cờ sau. Hy vọng vậy. Cẩn thận đó. Lần trước gặp nhau, ta đã biến người thành đá. Nếu người tiếp tục từ chối trả lời giáo sư Zakiu, ta sẽ phải làm điều đó lần nữa. Đi, Gekko. Ta nóng lòng muốn biết bản sao của chúng ta tới đâu rồi. Ta thật sự cần vài câu trả lời. Đá không nổi được đâu. Cảm ơn đã báo trước. Chúng ta sẽ đón Angel ở chỗ Singa rồi trở về New York. Nhưng còn Huxley, thật khủng khiếp. Huxley, đương nhiên rồi, Huxley. À phải, Muni, xin lỗi, tôi lo buồn đến đảng trí luôn. Barnaby còn chưa trở lại nữa. Cuối cùng anh ấy sẽ tìm được đường về nhà thôi mà. Điều quan trọng là lấy được các nguyên liệu trước nữ hoàng. Angel có thể chờ, chúng ta phải trở lại lấy chúng. Oscar, chuyện gì gấp vậy? Vasa giấu chúng rồi, chúng được an toàn mà. Cửa hàng của ông cô là chỗ giấu lý tưởng. Thật ra đó là sáng kiến của ông mà. Vậy à? À phải, đương nhiên. Giờ chúng ta đã biết các nguyên liệu ở đâu. Thành công rồi. Đi New York. Giờ chúng không thể làm ra thuốc giải. Ông không phải Oscar mà là đồ giả mạo. Cái gì? Ráng lên, Trang. Ở đây có một chiếc thuyền. Chúng ta sẽ không sao. Kiểu trà tấn Trung Hoa này là kiểu ta ưa thích. Cây kim nhọn này đâm đau lắm. Nắm lấy sợi dây xích đi, Trang. Anh sẽ đi tìm người giúp. Người chắc là người không có gì để nói với ta chứ. Người không làm ta sợ được đâu. Chà, một tên thám tử can đảm nhỉ. Barnaby, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Vì vậy tốt hơn là người khai hết những gì ngươi biết. Giữ hắn. Argaï. Trang, coi chừng. Wow.
Gặp lại anh thật tốt, nhưng anh làm gì ở đây? Tôi sẽ giải thích sau. Oscar và Kumun đang gặp nguy hiểm. Đi thôi. Có nhiều khả năng nữ hoàng bóng tối sắp tới đây. Nhìn kia. Là Huxley. Ngươi nói đúng. Không thể nói ta là bạn ngươi. Thật ra còn trái lại. Xin đừng. Cứu. Cô không tới nỗi ngốc như người ta tưởng. Làm ơn tránh ra. Lùi lại đi. Cứu. Nơi này quá nhỏ cho cả hai chúng ta. Sếp là ông thật à? Oscar, ông an toàn rồi. Tôi mừng quá. Mau lên đi thôi, Mooney. Banabib và hoàng tử đâu? Khủng khiếp lắm, Oscar. Sao? Có chuyện gì? Cổ mấy thời gian? Huxley, hoàng tử, anh ấy còn sống. Thưa nữ hoàng, hình như bản sao không dẹp được hết kẻ thù của chúng ta. Hãy liên lạc với tàu đô đốc để nó tới đây rước chúng ta. Ta sẽ trở về năm 2075 để lấy lại mấy yếu tố làm ra thuốc giải. Ngươi hãy tìm cách lấy lại Angel. Tuân lệnh nữ hoàng. Nhưng làm sao biết kẻ thù của chúng ta còn sống? Không quan trọng. Một khi chúng ta đã lấy được các nguyên liệu và con nhỏ đó, không ai còn có thể thách thức sức mạnh của ta. Ta sẽ thống trị thế giới trong thù hận và kinh hoàng. Đừng bao giờ đánh giá thấp nữ hoàng. Tên đó giống tôi y hệt. Hắn đã suýt tiêu diệt hết chúng ta. Nhưng ít nhất tôi đã lấy được Hoa Phong Lan. Vậy à? Hoa Phong Lan. Khi tên giả mạo đánh tôi đã chìm xuống đáy đại dương và suýt chết. Nhưng linh hồn Angel đã cứu tôi. Linh hồn Angel. Nàng đã ở đó chờ tôi. Xung quanh là các nàng tiên cá. Nàng tiên cá. Thật là một câu chuyện không tin được. Phải, nhưng có thật. Dù sao cũng đã kết thúc tốt đẹp. Không hẳn đâu. Khi tưởng đó là ông, tôi đã cho hắn biết chỗ của Angel. Chuyện này nghiêm trọng đó. Sếp ơi, chúng tới kìa. Ôi không. Trước ngôi đền cổ San John là dãy núi bông. Trên đỉnh núi cao nhất, hãy tìm viên ngọc thần. Liệu hoàng tử Argaï và các bạn của chàng có đánh bại được các thế lực xấu hay không? Liệu họ có tránh được những cái bẫy độc ác do nữ hoàng bóng tối giăng ra hay không? Liệu họ có chế ra được thuốc giải và phá vỡ mùa phép mà Angel mắc phải, qua đó tiêu diệt nữ hoàng bóng tối hay không? Argaï biết rằng sự sống còn của thế giới tùy thuộc vào sức mạnh tình yêu của chàng. Đừng bỏ qua cuộc phiêu lưu hào hứng kế tiếp, vượt không gian và thời gian của Argaï, có tựa đề Viên Ngọc Thần.